10 sự kiện nổi bật tại Tổng giáo phận Hà Nội năm 2022. Năm 2022 dần khép lại, một năm mới với nhiều dấu ấn và cảm xúc. Đây cũng là khoảng thời gian mà gia đình Tổng giáo phận Hà Nội đón nhận những dấu mốc lịch sử, những khoảnh khắc tri ân quá khứ, đồng thời hướng đến tương lai với niềm hy vọng toàn thể tín hữu sống tinh thần hiệp hành cùng giáo hội Hoàn Vũ. Sau đây là 10 sự kiện đáng nhớ nhất của Tổng giáo phận Hà Nội qua một năm hồng ân. 1. hội thảo tiên công nghệ của các ủy ban công nghệ của tổng giáo phận Hà Nội là một thao thức lớn của đức tổng giám mục du xe Bố Văn Thiên cũng là một mục tiêu lớn của tổng giáo phận trong năm 2022 để chuẩn bị cách chu đáo cho công nghệ tổng giáo phận các cuộc hội thảo tiên công nghệ liên quan đến mọi lĩnh vực của đời sống đức tin lần lượt được tổ chức mọi thành phần dân Chúa có cơ hội bày tỏ suy nghĩ và đóng góp ý kiến cho quá trình xây dựng đường hướng mục vụ chung của Tổng giáo phận Hà Nội. Xuyên suốt từ tháng 1 đến tháng 10 năm 2022, 22 cuộc hội thảo được tổ chức tại 10 địa điểm khác nhau trải dài khắp Tổng giáo phận. 17 trên 18 ủy ban lần lượt đăng cai tổ chức hội thảo và đón nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành từ mọi thành phần dân chúa. 2. Đức Tổng giám mục Du Xe thăm mục vụ truyền giáo tại các giáo sứ giáo họ khó khăn. Năm 2022 cũng là năm mà công cuộc truyền giáo được quan tâm cách đặc biệt. Để nêu cao tinh thần ấy, đích thân Đức Tổng giám mục Du Xe đã lên đường đến với các giáo sứ, giáo họ nhỏ bé nhất trong Tổng giáo phận. Hành trình của Ngài diễn ra vào Chúa Nhật thứ ba trong tháng, ngày truyền giáo của Tổng giáo phận. Theo kế hoạch, từ tháng 2 đến tháng 10 năm 2022, Đức Tổng giám mục Du Xe đã đến thăm 18 giáo họ và 3 giáo sứ thuộc 6 giáo hạt trong Tổng giáo phận Hà Nội. Giáo hạt Mỹ Đức Hòa Bình là địa điểm đầu tiên đánh dấu bước chân vị mục tử trong hành trình mục vụ truyền giáo. Nhiều giáo dân tại các giáo sứ, giáo họ bày tỏ niềm xúc động khi được vị chủ trăn tổng giáo phận ghé đến với họ. Chính từ những bước chân của Ngài, các giáo sứ, giáo họ nhỏ bé cảm nhận được họ luôn là một phần của giáo hội, của gia đình tổng giáo phận từ đó đức tin được thêm phần củng cố. 3. Phái đoàn ngoại giao tòa thánh tới thăm và dâng thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Vào tháng 4, phái đoàn tòa thánh có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Nhân dịp đó, phái đoàn đã dành thời gian đến thăm và cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. Trưởng phái đoàn là Đức ông Miroslav Stanislaw Wachowski, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh Tháp Tùng Ngài có Đức ông Francisco Cô Cao Minh Dung, viên chức cơ quan ngoại giao và cha Hàn Huyền Tích, viên chức cơ quan loan báo tin mừng cho các dân tộc. Tổng giáo phận Hà Nội cách riêng và giáo hội Việt Nam nói chung vui mừng đón thành viên chính thức của tòa thánh đến với Việt Nam. Qua ngài, giáo dân được đón nhận phép lành của Đức Thánh Cha Phan Cô và sự gần gũi của ngài. Mặt khác, Đức Thánh Cha cũng sẽ biết được một giáo hội địa phương luôn yêu mến và hiệp thông với ngài. 4 đồng tiến dân hoa lịch sử tại Tổng giáo phận Hà Nội. Ngày 31 tháng 5, Ban Thánh nhạc Tổng giáo phận Hà Nội tổ chức ngày đồng tiến dân hoa quy mô lớn với chủ đề Cùng mẹ lên đường. Chương trình diễn ra tại Trung tâm Hành hương sự kiện vào buổi chiều cuối cùng của tháng hoa dân kính Đức Mẹ. Ngày hội đã thu hút gần 7.000 người với 182 đội hoa, 21 đội kèn và 8 đội trống đến từ 7 giáo hoạt trong Tổng giáo phận các đội hòa đã đại diện cho hơn 350.000 con tim trong gia đình Tổng giáo phận xuất sáng tiến dâng mẹ những bông hoa chan hòa hương sắc. Năm, vạn tín hữu cung nghênh mình Thánh Chúa. Nếu nói đây là một trong số những sự kiện trọng đại và thiêng liêng nhất của Tổng giáo phận Hà Nội trong vài năm trở lại, ai cũng sẽ gật đầu cảm thán. Sau gần 70 năm, Tổng giáo phận Hà Nội mới lại cử hành cuộc cung nghênh thánh thể quy tụ cả vạn tín hữu như vậy. Sau thánh lễ trọng thể kính mình máu Thánh Chúa, tức Chúa Nhật ngày 19 tháng 6, Đức Tổng giám mục Du Xe long trọng chủ sự cuộc cung nghinh mình Thánh Chúa xung quanh năm tuyến phố của quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, bao gồm phố Nhà Thờ, phố Hàng Trống, phố Lê Thái Tổ, phố Tràng Thi và phố Nhà Trung. Đây là dịp tái hiện lại cuộc cung nghinh Thánh Thể vào năm 1954 do Đức Khâm Sứ Tòa Thánh chủ sự. 34 đội dước với đầy đủ mạng lứa tuổi, đoàn hội, mặc những bộ trang phục nhiều màu sắc. Tất cả tạo nên một bức tranh sống động, phát họa vẻ đẹp đức tin mạnh mẽ của những kỳ tổ hữu nơi mảnh đất Hà Thành. 6. Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ 15 tại Tổng giáo phận Hà Nội Vào tháng 10, Tổng giám phận Hà Nội vinh dự đón các đức giám mục từ 27 giáo phận trên khắp cả nước về tham dự Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đây là một sự kiện quan trọng đối với giáo hội Việt Nam, vì chính từ cuộc họp các đức giám mục sẽ đưa ra nhiều quyết định quan trọng. Đại hội diễn ra từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 7 tháng 10 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Hà Nội. Sau 4 ngày nhóm họp, đại hội đã soạn thảo một thư chung để gửi đến cộng đoàn dân chúa trên cả nước, đồng thời bầu ban thường vụ và chủ tịch các ủy ban trực thuộc Hội đồng giám mục Việt Nam nhiệm kỳ 2022-2025. Sau những ngày làm việc nghiêm túc, đại hội bế mạc vào sáng thứ Sáu, ngày 7 tháng 10 năm 2022. Các đức giám mục dâng lời tạ ơn Chúa trong thánh lễ đại triều mừng kính Đức Mẹ Mân Côi tại nhà thờ chính tòa Hà Nội. 7. Làm phép trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Hà Nội Sau hơn 2 năm thi công với những khó khăn do đại dịch COVID-19, trung tâm mục vụ Tổng giáo phận Hà Nội chính thức được hoàn thiện. Vào sáng thứ Sáu ngày 7 tháng 10, Tổng giáo phận Hà Nội vui mừng tạ ơn Chúa khánh thành và làm phép công trình. Trung tâm mục vụ được xây dựng với quy mô 12 tầng, bao gồm 2 tầng hầm và 10 tầng nổi với tổng diện tích gần 20.000 m2. Đây là một công trình rộng lớn với nhiều công năng hữu ích cho các sinh hoạt trong tổng giáo phận. 8. Chung kết và lễ bế mạc giải bóng đá giáo sĩ Việt Nam 2022. Đây là lần đầu tiên tổ chức Giải bóng đá giáo sĩ Việt Nam 2022 đã có một mùa giải thành công. Tổng giám phận Hà Nội Vinh dự đăng cai tổ chức trận chung kết để chúc mừng thành công của Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ 15. Vào ngày mùng 6 tháng 10, trái bóng hiệp hành Cup 2022 đã lăn đến trận đấu cuối cùng của mùa giải. Cổ động viên từ mọi ngả đường đổ về sân vận động Phong Phú tỉnh Hà Nam để được sống trong bầu khí sôi động của môn thể thao vua với những cầu thủ vô cùng đặc biệt là các linh mục 9. Công nghị Tổng giáo phận Hà Nội Sau thời gian tổ chức hội thảo tiền công nghị kể trên, 183 tham dự viên đại diện cho hơn 350.000 tín hữu của Tổng giáo phận đã quy tụ về Trung tâm Mục vụ để tham dự công nghị Tổng giáo phận Hà Nội. Các đại biểu là đại diện cho mọi thành phần dân chúa, gồm có quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý thầy trùng sinh và giáo dân trong Tổng giáo phận Hà Nội. Thánh lễ khai mạc được cử hành vào ngày 20 tháng 11. Sau 3 ngày nhóm họp công nghị tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận, vào sáng ngày 24 tháng 11, Tổng giáo phận Hà Nội đã long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính các Thánh tử đạo Việt Nam và bế mạc công nghị Tổng giáo phận tại Tiểu vương Cung Thánh đường sửa kiện. Như vậy, công nghị Tổng giáo phận Hà Nội khép lại với nhiều hoa trái tốt đẹp và mở ra một hành trình sống đức tin mới mẻ và mạnh mẽ hơn trong dân chúa. 10. Kỷ niệm 135 năm Nhà thờ Chính tòa Hà Nội mừng ngôi nhà thờ chính tòa Hà Nội 135 năm tuổi, mọi thành phần dân chúa đã quy tụ về ngôi nhà thờ mẹ của Tổng giáo phận, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trong thánh lễ trọng thể vào ngày 16 tháng 12. Thánh lễ do Đức Tổng giám mục Du Xe Vũ Văn Thiên chủ sự. Giáo dân tham dự thánh lễ đều cảm nhận được sự linh thiêng của ngôi nhà thờ. Tuy là vật chất nhưng thể hiện được tinh thần đức tin của giáo dân trong Tổng giáo phận Hà Nội qua mọi thời kỳ trải dài 12 tháng với 10 sự kiện nổi bật trong năm 2022, Tổng giáo phận Hà Nội đã ghi những dấu mốc lịch sử trọng đại cùng với muôn vạn ân huệ mà Thiên Chúa đã thương ban. Năm cũ khép lại trong niềm vui của tinh thần hiệp hành và đồng thời cũng mở ra năm mới 2023 với hy vọng tiếp tục phát huy chủ đề năm mục vụ, củng cố sự hiệp thông trong Tổng giáo phận.